Kính thưa quý vị, hôm nay thì không biết là nấu món gì nữa. Một cây là nghe nói là chân thịt không biết, nói chung là món tên hồi nãy anh Xịn có nói nhưng mà mình không biết tên đó là gì, nhưng mà nó có chữ chân. Còn đây là nấm nè, đây là gà ức nè, đây là hành tây tỏi và hành tây tím nè. Đó, và chúng ta sẽ xào lên mấy cái này thì không biết là ra như thế nào. Và đây là món chân gì anh Xịn? Chân thịt chân. Thịt chân đóng đông cô bà thôi. Thịt chân đóng đông cô. Đây cho các bạn coi nha. Cho đó, thấy cho anh Xịn nó vậy nè. Còn không? Mà nó có phải nó đúng vậy không? Chị Bảy ơi, đóng à, rồi. Hả? À vậy ok. Rồi. Đó. Không như những gì chị đang nghĩ đâu, nước trong thịt ra chứ không là nước trong kia tràn vô, chị chỉ mở ra mở vô nó hư của tôi nữa giờ đi nữa. Ờ rồi biết rồi, cái nói gì đó anh, không có thương em, anh thương em đi, em thương anh đi. Anh xin ơi, cái này làm sao? Lúc đầu là bỏ vào tỏi để cho nó xào thơm đã, rồi thì bây giờ là bỏ vào hành tây và hành tây tím đúng không? Mấy cái này để thơm thơ đúng không chồng? Đúng vậy, phải có mấy cái này. Mấy cái này là ngon nhất trong cuộc sống này. Cái này không là cơ bản của làm món ăn đúng không? Không có tụi nó không cách nào ngon được. Không có tụi nó là không có món ăn ngon đúng không? Không bao giờ ngon, không bao giờ trên yes. đời này. Nó giống như Harry Won vậy đó. Cuộc đời chân thành không có Harry Won là chết, đúng không chồng? Chắc Harry Won có chân thành sống à. Chính xác. Chồng ơi, cái này là món tên gì vậy? Món này là cái món mà tự mới chế nha. À, tự mới chế luôn. Tại vì thấy nãy mua nấm nhiều quá nó bị dư. À. Biết làm cái gì. À. Xong rồi cái thôi kệ, mua xào luôn. Là xào tự làm hết luôn gà. Tại vì bây giờ ăn gà, bình thường ăn ức gà nó ngán quá, hiểu không? Đúng rồi đó, ăn ức gà nó chán, ăn muốn chết luôn. Nó ngán muốn xỉu. Dạo này chúng tôi ăn ức gà, ăn cái gì thịt để mình tập cơ, mình tăng cơ. Mà không biết sao nhìn cái ức gà là đúng là nhìn chán thiệt. Nó chán thiệt, mình phải nghĩ ra miếng đồ gọi là, thấy không? Gà là phải đùi chứ nhờ. Ừ. Mà đùi gà nó mỡ nhiều quá mình không dám, cho nên mình ủa mà anh nãy anh bỏ vô cái gì vậy? Đường. Đi đường nhẹ. Hồi này có bỏ vô dầu nè, dầu ăn rồi hả, đường nè. Vàng tí bột nêm. Bột nêm là giống như là bột ảo thuật đúng không? Nó là một tí gọi là cho cái đồ ăn nó đậm đà vậy thôi. Đậm đà. Thấy không? Yes. Em đềm chưa? Nhưng mà cho xào cho nó chảy, nó mềm mềm và nó giống như là nó sắc chết anh hiểu không? Nó kiểu vậy mới ngon. Vàng bà nội ơi, dùng cái từ vô dùng quay sắc chết. Tại vì mấy cái này nó còn tươi quá, nó không được anh hiểu không? Từ từ, yeah. Người ta cố tình lựa cái chảo cho nó bự lên như vậy rồi, hiểu không? Yeah. Em hiểu rồi, mà trốn em đói quá à. Lên đói. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 8 giờ 36 phút chồng ơi. Đói rồi. Rồi em nha. Em nó phải lủi thủi vậy nè anh hiểu không? Ừ. Để tươi tắn là không được nha. Đây là ức gà đó, sau đó mình phải nào từ từ nè, giờ mới tới mẹ ức gà nè, chế biến mẹ một tí nè, chế biến xí đi, dầu ô liu nhẹ, dầu ô liu nhẹ để cho nó thơm to. Muốn mình mua cái dầu truffle nữa đi chị ơi. Ừ. Cái mùi truffle cho nó đã. Wow, nhìn có vẻ được đó xịn. Được lắm, yên tâm. Nhìn có vẻ được đó. Ơi. Có vẻ rất được nha. Đây là nước mắm đúng không? Ừ. Ủa mày, anh ơi, em nói thiệt nha. Nãy giờ em để ý là chồng á, có cái gì là chồng nhét vô hết. Thế chồng không có một cái quy định nguyên tắc nào liên quan tới ẩm thực cả. Quy định sao lát ngon thôi chứ gì sao? À, cũng đúng. Không ngon là coi chừng đó nha. Không có bán thì mặt tôi. Ok.
Vậy thì cái món này là món xào nấm ức gà Trấn Thành. Đúng. Đúng không? Hay là hôm nay anh có đặt tên riêng không? Ức gà hạnh phúc. À, ức gà hạnh phúc, ok. Ức gà hạnh phúc nha. Còn ngon hay không ngon thì mình chưa ăn nên chưa biết nha mọi người. Mình sẽ review cho các bạn sao. Nó ngon thì mình sẽ nói ngon, còn không ngon thì mình sẽ nói bạn là đừng có bắt chước Trấn Thành. Cái gì? Dạ, mình yêu thương khán giả chứ. Ăn á, ngon á thì nó nói. Thì ngon cũng nói, hiểu không? Ngon thì nó chữ. Thì phải vậy thôi, món ăn không ngon sao ý. Phải đảo đều tay nha các bạn. Chồng ơi, mình có nên bỏ vô thêm dầu nữa không? Không. Không à. Ăn nhiều dầu không tốt với sức khỏe. Đây là chảo không dính, không vấn đề gì phải bỏ thêm dầu. Nói gì là đủ rồi, rất là đẹp rồi, ngon lành rồi. Chồng ăn ướt là thử xem, chồng ăn ướt anh em thử xem. Lấy cái dĩa đây giùm anh tôi nhìn tôi đi, sao mà biết được nó là ngon. Kể tôi. Chú ăn gì sao biết, anh ăn thử đi. Anh ăn thử đi. Không. Mà đầu bếp mà bóc đồ ăn ăn hoài đâu có được. Anh miếng thử đi. Không, tôi dòm, tôi thử, tôi biết. Yên tâm gì sao. Anh đâu phải là chúa tể về món ăn gì đâu. Mắc hơn thua nhau không đâu. Anh có học về ẩm thực gì đâu mà anh nói anh biết. Không à, vậy mà nhìn biết hết á. Lát dở là tôi quấn nè. Quấn đi. Bảo đảm ngon đừng ăn nha. Ngon chứ. Anh nói là niềm vui của anh là nấu cho em ăn ngon mà. Vậy niềm vui của em là ai anh hả? Không phải. Sao nó không có nước gì hết trơn vậy? Đây là xào mà. Đầu đeo nước. Không mà nó cũng có phải cái nước hành tây nó có chứ. Không. Không có luôn. Thôi đơn giản vậy thôi. Nước vô nó bị mềm, nó hết ngon, hiểu không? Vậy hả? Rồi đủ chưa? Hay là bỏ vô xì dầu hay gì đó cho nó đen đen xí nhỉ? Không. Không luôn à? Sao sao xì, nói đi. Nói đi nha. Đúng là ức gà. Chán đúng không? Nhưng mà bởi vậy nó phải có nêm nêm. Phải mùi có nêm ngon nêm đó, nhưng mà bà cậu cha nó ức cũng con quá nha. Đó, bởi vì nó nói rồi phải có nước. Ức gà mà. Đó, nghe lời của Harry Won đi. Thôi mà ngon lắm. Thiệt. Ngon hả? Ngon. Bảo đảm ngon luôn. Vậy thì được. Em đẹp lắm em ơi. Ôi trà em không lắm nha chồng ơi. Không vậy đó em đẹp lắm. Không nha, không nha. Yes. Nó phải có cái xào xào xiu 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 thì mới nó hay. Cho nó tình cảm xíu. Yes. Mình bỏ vào ô liu xí đi. Không. Được rồi. Nghe là thôi đi. Là không rồi. That's it. Không ngon là một món ăn ăn hết nha. Enough. Lên thôi đi. Enough. Never enough. Never. Có biết bài đó không? Là không bao giờ biết đâu. For me, for me. Đưa ra cái bật bếp cho anh này. Gì? Coi chừng chồng ơi, nóng nhà chồng ơi. Mẹ ơi, ghê quá. Ê, món ăn của chúng tôi ra lò đây mọi người. Món ăn gì anh đây? Món ăn gì hạnh phúc á? Ức gà xào nấm hạnh phúc mọi người. Một món, một máy liều chanh, hai quả ức gà. Ok. Ê, nhìn được hen. Đớt giỡn. Ok, thì cái đó thì còn cái này chưa rồi. Biết nha, cái này chưa biết nha. Nhìn đi, ngon đấy, không đùa đâu. Không biết nữa, thịt có chín chưa, không biết nha. Chưa, trước khi chúng ta muốn ngon, chúng ta phải thêm cái này. Không có cái này không tiêu. Chúng ta yêu tiêu. Anh xin. Tại sao thì không có ớt ta. Chúng ta phải có ớt chứ. Không cần. Phải có ớt. Chúng ta không có ớt là chết. Phải được có ớt. Lỡ rồi ăn đi vậy được. Ớt cách ớt.